Hello, xin chào các bạn, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi Trinh mới vừa cắt cái cây bắp tiên ra để về dăm cạch, nó bị hư rồi. Đâu rồi? Đây, mới vừa cắt ra. Cây bông rất là đẹp. Hoa rất là đẹp. Nó bị thối ngang. Khúc này nó bị thối này. Cắt xong rồi cắt khúc này bỏ thúi ra, sau đó tôi chinh bôi vôi vào, vôi trắng vào trên bề mặt, mủ nó đang chảy. Đây, mới vừa cắt xong đem về trên sân thượng phố để trồng. Nếu mình không cắt thì mai mốt nó rải ngang thì khúc này nó bị hư uổng, rất là uổng. Thì hôm nay tôi Trinh về quê, về nhà ba má dưỡng cây này lại. Bông nó rất là đẹp, màu nó rất là đẹp, nó ra trời mưa xong nó ra xum xê, hiện nó đang ra bông rất là đẹp. Cắt xong rồi cho nó khô mủ xong chút nữa bôi vôi vào để cho nó khô vài ngày, sau đó mình tiếp tục mình chăm sóc dăm cành lại. Bông rất là đẹp, màu hồng. Rất là đẹp. Trên bông nó già rồi, nó ra nhiều cây con, rất là nhiều cây con. Sau khi bông nó già cái nó ra cây con rất là nhiều luôn, quá nhiều luôn. Thôi bây giờ tôi Trinh sẽ mở vôi ra để bôi vào. Sau khi cắt xong bôi vôi vào đây. Bôi vào đây, bôi đây cho nó khô, đừng có cho nó bị hư. Nếu không cắt á, thì mai mốt nó hư. Đây. Còn cái nhánh này, nhánh này cũng vậy, chỗ này nó còn hơi bị hư nè, cắt bỏ bớt. Thấy không? Khi mình cắt xong mủ nó chảy ra, mủ loại này là loại mủ nhựa. Mủ nó chảy ra thì mình chùi cho nó vẫn còn hư hả? Chùi cho nó thật là khô cho nó rút. Mủ vẫn còn chảy. Nếu mình không làm cho sạch cho khô thì nó sẽ bị thối. Cắt thêm chỗ này một chút. Hôm nay có thợ quay giùm em gái không nữa nè. Hôm nay có em gái, chỗ này cắt thêm nè. Đây có cây con lấy về để trồng, hai cây luôn. Khi mình cắt á, mủ nó cứ chảy ra, chùi nha cho nó khô đi. Rồi mình lấy vôi bôi vào. Vôi này là vôi ăn trầu nha, sử dụng cho cây sứ Thái cũng được. Mũ nó vẫn còn.
mình bôi vào cho mũ nó rút và vôi, khoảng 1 tiếng 2 tiếng sau là vôi nó khô. Rồi phơi cho nó khô vài ngày mới đem xuống đất trồng lại. Đó, đã xong, hoa rất là đẹp. Em gái quay hoa chật chê đây. Đẹp lắm, đúng không? Đang quay phim. Rồi, cảm ơn các bạn. Hello, xin chào tất cả mọi người và các bạn. Hôm nay cây bắp tiên của tôi Trinh cắt nó bị hư ở phần giữa cây. Hôm nay phơi được 5 ngày rồi. Cái vết cắt nó đã khô, tôi Trinh bôi vôi. Sau đó nó đã khô rồi, hôm nay tôi Trinh trồng vào chậu. Bông rất là đẹp, màu rất là đẹp. Sau 5 ngày thì những cái bông già ở dưới phía dưới nó đã héo xuống. Hôm nay tôi Trinh trồng vào một cái chậu mũ màu đen để cho nó phát triển rễ và cây. Ở phía dưới thì lúc nào nó cũng có lối thoát nước, nhưng mà tôi Trinh trồng ở sân thượng á thì tôi Trinh dùng giải để lót ở phía dưới. Cho nó thoát nước, đừng có dơ sân thượng. Sau đó thì tôi Trinh dùng than sỉ, than tổ ong đập cụm ra lót xuống dưới chậu. Và đất thì tôi Trinh trộn là đất. Trời gió quá tôi Trinh đậy nó lại, gồm có đất, đất này là đất phù sa, nó có một tí cát ở trong này, và đất bột. À, sơ dừa cho cháu thì mua từ vườn hoa kiển về, cái này người ta trộn sẵn. Chậu nhỏ thì tôi Trinh sử dụng phân hữu cơ, phân dynamic, trộn đều nhau.